Đây, hệ thống hybrid 3 pha 15 kW, dùng 3 máy lắp vào ghép nối song song thành 3 pha. Hiện tại đã chạy đã hòa lưới. Bây giờ em sẽ cúp để chạy chế độ hybrid 3 pha. Cúp cúp cái máy ra. Đó. Cúp thì 3 máy vẫn chạy bình thường, cúp điện lưới rồi. Thì sẽ chuyển sang chạy off-grid. Đây, màn hình máy đang báo PV chạc cộng off-grid. Đang grid off 3 pha. Và đầu ra thì vẫn đang là 3 pha off-grid 3 pha bình thường. Và khi mà có điện lại thì nó lại chuyển sang chế độ hòa lưới 3 pha. Ba máy ghép nối song song giao tiếp lẫn nhau để có thể đưa ra cái đầu 3 pha off-grid đồng bộ, lệch pha nhau 120 độ, đảm bảo 3 pha tiêu chuẩn. Trong hybrid này là IP65, bảo hành 5 năm, kín nước. Cái này sẽ đi dây hộp nối cái thứ nữa là hoàn thành ok. Và bàn giao chủ nhà. Máy có thể ghép nối song song AC in, EPS output, song song battery. Và có thể ghép nối song song thành một pha hoặc ba pha tùy nhu cầu. Giả sử như bây giờ khách hàng họ đang chạy ba pha như thế này. Sau này họ sử dụng trên một pha thì họ có thể chuyển đổi, có thể đấu nối lại thành song song trên một pha để chạy backup một pha và hòa lưới một pha. Rất là dễ để chuyển đổi mà vẫn giữ được cái công suất định mức. Rồi, cảm ơn các bạn.